Chào tất cả các em sửa xe nha. Hôm nay mình sẽ làm video về vấn đề của xe Lovo đời có bơm xăng tự động nha anh em nhé. Thì con này nó đang có vấn đề của nó là bị bơm xăng, cái van bơm xăng của nó bị lỗi là tự chảy, không hút xăng cũng chảy, mà mình không nổ thì nó cũng tự chảy như dòng xe zin. Con này căn bản của nó là bắt buộc mình phải lổ, bắt buộc mình phải đề nó hút hơi từ dưới máy lên thì nó mới có thể là nó bơm xăng ra được. Nhưng mà con này là nó bị chảy sẵn nhá. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cho anh em xem nhá. Mình sẽ rút cái ống hút xăng ra nha anh em. Đây mình sẽ hút cái ống xăng ra. Đây mình sẽ kiểm tra đây nha anh em nhé. Bây giờ nó cứ bị chảy xăng như này nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, bây giờ mình sẽ cắm lại, mình sẽ bịt lại nhá. Xăng nó tự chảy là cái van bơm xăng nó đang có vấn đề nha anh em nhé. Thì mình sẽ kiểm tra ở cái van bơm xăng nhá. Kiểm tra van bơm xăng nha anh em xem nhé. Anh em ơi, cái van bơm xăng của nó đây nhé, van bơm xăng của nó đang có vấn đề. Con này là nó có một dây hút xăng này anh em ạ, dây hút ở dưới hơi. Cái dây này nó có tác dụng là hút ở dưới hơi lên để cho xăng nó bơm ra dây này anh em nhé. Thì con này nó đang bị hỏng ở trong cái van bơm xăng này rồi. Thì mình sẽ kiểm tra kỹ lại, một là mình thay hoặc là mình kiểm tra. Thì mình sẽ làm cái video mới nhất là sửa cho anh em cái van bơm xăng này. Tức là trường hợp mình mua mà không có thì anh em hãng sửa, không thì thay thì là nó tiện lợi nhất. Vì là giá thành của nó cũng không đắt quá. Thì ra sửa thì cũng được nhưng mà nó không được bao lâu. Mình sẽ giải thích cho anh em một vấn đề nữa về cái van bơm xăng này của nó là nó có rất nhiều tác dụng, là nó bơm xăng vào thì trường hợp mà nó có thể làm chảy xăng ở chế. Nếu mà mình cứ để cái van bơm xăng này nó chảy liên tục như này thì có thể nó có những con nó đang hơi có vấn đề ở chế rồi nó sẽ chảy xăng. Thì mình phải có cách khắc phục của nó là mình đi xử lý lại chế hoặc mình thay cái van bơm xăng đó, hoặc có những trường hợp nó sẽ gây ra là mình nổ sáng ra, nó sẽ tràn xăng vào bùng đốt, tràn xăng vào máy thì có thể nó gây ra là không nổ được, nó sẽ lẫn rất nhiều xăng vào trong dầu máy anh em nhé. Anh em lưu ý những cái vấn đề đấy thì mình phải kiểm tra thật là kỹ. Những cái trường hợp mà chảy xăng vào trong máy này thì anh em có thể đi lổ được một lúc, anh em để lâu là nó sẽ không lổ nữa. Để trong vòng khoảng nửa tiếng, một tiếng là nó sẽ không lổ. Anh em phải để ý kỹ cái van bơm xăng này mình trước khi mình kiểm tra cái vấn đề lổ của nó. Thì mình phải kiểm tra cái van bơm xăng trước. Anh em lưu ý như thế cho mình là được. Mình cũng hướng dẫn anh em kỹ. Anh em nào mới vào nghề thì có thể chưa hiểu được cái này thì có thể xem số điện thoại của mình ở dưới thì có thể liên lạc hỏi mình sau cũng được. Nếu anh em cảm thấy hay thì like và đăng ký cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.